Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Bất ngờ rộ tin nghi vấn mang thai, Bảo Thy lập tức lên tiếng và còn đáp trả đánh thép khi Antifan xúc phạm ông xã đại gia. Phản ứng của công chúa bong bóng Bảo Thy trước lời đồn mang thai đang khiến dân mạng vô cùng chú ý. Hơn 2 tháng kể từ khi chính thức làm vợ người ta, Bảo Thy dường như khá im ắng để tập trung chăm sóc gia đình và ông xã đại gia. Có thể thấy hiện tại Bảo Thy đang tận hưởng cuộc sống như một bà hoàng khi được chồng chăm sóc và thường xuyên đi du lịch sang chảnh khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, như bao đôi vợ chồng son của Verbit, công chúa bong bóng cũng bị người hâm mộ thi nhau hối húc thúc mau có tin vui sau kết hôn. Đặc biệt mới đây, Bảo Thy còn khoe loại ảnh du ngoạn ở chơi Tây để lộ khuôn mặt tròn thấy rõ, lại thường xuyên chụp ảnh che khéo vòng hai khiến nhiều người nghi ngờ công chúa đang mang thai còn đau lòng. Không để dư luận hoang mang, Bảo Thy nhanh chóng lên tiếng: "Em tròn ra đó mọi người ơi, mới tăng có 1 ký thôi mà, em vẫn đang còn nhiều nơi phải đi khám phá." Không chỉ tiết lộ chưa có dự định sinh con, công chúa bong bóng còn gây chú ý khi sẵn sàng bảo vệ ông xã khi bị một antifan buông lời kém duyên cho rằng cô và chồng như đôi đũa lệch. Trước bình luận tiêu cực của cư dân mạng, mà xã đại gia Phan Lĩnh viết: "Bạn có duyên đến đáng thương thì thương hại bạn." Trước đó Bảo Thy cũng nhiều lần lên tiếng, cô cho biết do ông xã không làm trong showbiz nên cả hai sẽ hạn chế chia sẻ cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội. Đáng chú ý, khi một antifan buông lời kém duyên với ông xã, Bảo Thy cũng nhanh chóng đáp trả cực gắt. Sau kết hôn, Bảo Thy tận hưởng cuộc sống sang chảnh và được chồng yêu thương chăm sóc như một bà hoàng. Mặc dù hiếm hoi cho ông xã lên sóng, nhưng Bảo Thy luôn đánh thép đấu khẩu với antifan để bảo vệ chồng chuẩn vợ người ta. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.